À, xin chào tất cả mọi người, thì hôm nay mình đã quay trở lại đây. Thì chắc là 1-2 tuần trở lại đây thì cái việc mà nuôi chim thì gặp rất nhiều thuận lợi các bạn ạ. Thì sau khi mà nới lỏng cái việc mà di chuyển cũng như là đại dịch Covid-19 thì nó cũng có những cái Việt Nam mình có những kiểm soát tốt á, thì hiện tại là những cái ngành công nghiệp và nông nghiệp khác á, đều là đang tiến triển rất là tốt. Đấy, đặc biệt là ngành chim của mình thì mình lên các hội nhóm cũng như là một số hộ dân thì họ cũng đang rất phấn khởi vì giá chim hiện tại đang rất là cao mọi người ạ. Giá chim hiện tại là cao hơn rất nhiều so với thời điểm vài tháng trước. Và ở clip trước thì mình cũng nói là có thể nói là bội thu vào dịp cuối năm. Tại vì một số những cái nhà hàng và cái lượng tiêu thụ thì nó cũng đang khá là tăng cao rồi đấy. Thì nhiều người thì cũng đang rất là hy vọng vào đợt cuối năm này sẽ bùng nổ và sẽ xuất hiện nhiều đại gia mới trong cái việc nuôi chim của mọi người ạ. Thì mọi người cũng có thể thấy là ở trên màn ảnh của mọi người đây là giống bồ câu Titan Thái siêu thịt này. Trời ơi, 2-3 tuần nay trở lại đây, người thì gọi điện, người thì nhắn tin trao đổi để tìm ra bằng được cái loại bồ câu Titan Thái siêu thịt này mọi người ạ. Cái dòng mà nó đang hot nhất hiện nay mà. Mọi người có thể thấy là chim bồ câu ra ràng và chim bố mẹ này. Nhìn rất to, rất khủng luôn. Nhìn cặp nào là cặp đấy là nhìn nó đã mắt luôn mọi người ạ. Ai cũng hy vọng vào những tháng cuối năm này kinh tế của mình khởi sắc hơn nhiều. Vài tháng đầu năm thì nó hơi ảm đạm. Nhưng mà có thể nói là cũng nhiều tín hiệu đang rất là khả quan. Thứ nhất là giá chim tăng cao liên tục. Rất cao các bạn ạ. Và nó sẽ kích thích được cái việc là cái lượng giải phóng được cái lượng mà mọi người nuôi trong cái thời gian gần đây á, giải phóng đi rất nhiều. Ở trại riêng ở trại mình không có mà bán, không có chim mà bán mọi người ạ. Rất là nhiều người đặt luôn mà hầu như là chim bồ câu ra ràng hay là chim bồ câu giống thì mình cũng phải vận động để có thể có những cái lượng hàng để tiêu thụ cho mọi người. Mà có thể thấy này, bồ câu Titan Thái siêu thịt nó quá đỉnh rồi. Quá đỉnh luôn. Trong bồ câu mà siêu thịt này, siêu đẻ này, siêu lợi nhuận. Nhiều ngành nông nghiệp ví dụ như trồng rau hay nuôi gà thì thời gian đúng là nó bết bát thật mọi người ạ. Đặc biệt là nuôi gà nữa, nuôi gà với những nuôi con hay là nuôi thỏ hay là gì đó, những cái mô hình khác thường như mình để ý là cũng hơi là rất là chật vật đấy. Như mình cũng có nói rồi, nuôi bồ câu này thì cái chi phí mọi người bỏ ra thì nó cũng không có cao. Chim ăn thì cũng không phải là nhiều đâu mọi người ạ. Rất ít so với những con khác như là heo hoặc là gà đấy. Mọi người thấy này, ví dụ là cái máng ăn của chim bồ câu cũng rất là ít, một ngày cho ăn có 2 lần thôi. Còn mọi người thử nuôi heo, nuôi gà coi. Rất là mệt luôn, mệt với cái việc mà chi phí sản xuất, chi phí chuồng trại cũng như là những cái hệ thống mà người làm cũng như là cám đồ các thứ. Riêng đối với con chim bồ câu như mình cũng đã nói ở clip trước, đó là nuôi bồ câu lời gấp 5 lần nuôi gà cơ mà. Đó là sự thật đó mọi người ạ, sự thật đấy. Bồ câu gà mọi người thử nghĩ đi. Đẻ thì siêu đẻ mà bồ câu là 25 ngày là mình đã xuất được rồi. 25 ngày xuất được rồi mọi người nhá, là chim là trên 5 lạng hết. Đối với chim bồ câu thì thái siêu thịt ở trại mình là trên 5 lạng hết. Còn to. Và khi mà mình mang đến nhà hàng, những cái nhà hàng, hệ thống nhà hàng mình tiêu thụ á, thì trời ơi ai cũng rất là thích. Còn cái việc mà nuôi bồ câu câu ta thì thôi, mình nghĩ là mọi người bỏ cái khái niệm nuôi bồ câu ta được rồi đấy. Thứ nhất là vừa tốn tốn cám này, tốn quá trình mọi người chăm sóc này, mà con của nó còn nhỏ nữa, con của nó rất bé mọi người ạ. Và cái thịt của nó nó hơi bị tanh nhé. Còn cái bồ câu Titan Thái siêu thịt này, thịt của nó khi mà mọi người làm thịt ra thì nó rất là trắng đẹp, và khi mà mình mang mình chế biến thì thịt của nó rất là thơm mọi người ạ, không có hôi mùi cám đâu. Có những cái dòng chim khác khi mà mình làm thịt á, thường thường nó rất là tanh và nó hôi hôi cái mùi cám á. Thì mọi người cũng phải để ý lại cái nguồn nuôi của mình, làm sao mình nuôi nó hợp lý nhất. Còn bồ câu Titan Thái siêu thịt ở trại mình thì nó là quá đỉnh rồi. Anh em mình vận chuyển khắp cả nước luôn, vận chuyển khắp cả nước luôn.
những cái giống mà chuyển đến cho mọi người nuôi thì để ý mọi người thành công thì mình cũng rất là mừng. Cũng có rất nhiều người đổi đời rồi mọi người nhá. Rất nhiều người đổi đời về nuôi bồ câu rồi nhá. Mọi người có thể đến tham quan trại của mình này, những con bồ câu Titan Thái siêu thịt nhìn đúng khổng lồ. Dạn dĩ và những con bồ câu ra ràng mọi người có thể thấy là đúng là siêu thịt luôn, rất là siêu thịt và rất là nhanh lớn mọi người ạ. Bồ câu ra ràng thì mọi người phải nhớ kỹ một điều, đó là khi mà chim bồ câu á, khoảng 25 đến 30 ngày lúc chim chưa biết ăn ấy, là mọi người phải xuất nó đi. Nếu mọi người không xuất thì nó sẽ có những cái chất lượng của nó hơi bị xuống, đó là nó hôi mùi cám này. Khi mà mọi người đem đi tiêu thụ thì hàng của mọi người nhiều khi sẽ bị comment lại là sao chim nó hơi tanh nhé, khi nấu thì nó hơi tanh. Đấy là một cái lý do chính, đó là chim nó đã ăn cám rồi, nó biết mổ các bạn, nó biết mổ, nó ăn bắp, ăn cám, ăn những cái khác là ruột tiêu hóa. Chứ còn như 25 ngày hoặc là 30 ngày thì nó được chăm bằng sữa diều á, sữa diều thì nó rất là chất lượng. Như những cái mọi người, nhiều người thì nuôi chim mà chim bồ câu ra ràng, mọi người tự chăm là chế biến cám hoặc là như cho nó ăn thì thường, đây mình không phải nói gì nhưng mà nhiều khi cái chất lượng của nó cũng bị giảm á các bạn ạ. Nhiều khi con chim làm ra khi mà người thịt á thì chủ yếu là người ta hay nhận xét về cái mùi của con cái thịt bồ câu á. Đấy. Nhưng mà với những đầu bếp họ chế biến, họ có cách chế biến hoặc là những cái gia vị ấy, thường thường thì họ đôi khi họ sẽ giải quyết được vấn đề này. Nhưng mà chim ở trại mình thì không có chuyện đấy. Chim của mình là bố mẹ chăm hoàn toàn bằng sữa diều các bạn. Đây các bạn có thể thấy này. Cặp chim bồ câu Titan Thái siêu thịt rất là khủng, rất là khổng lồ luôn. Trại mình là nuôi theo hình thức công nghiệp các bạn nhé. Công nghiệp và chuẩn luôn á, chuẩn của bên Thái luôn á. Tại vì anh em mình cũng đi sang bên Thái để xem cái mô hình họ nuôi như thế nào, về cái mức áp dụng. Và những bà con nông dân nào mà muốn mà có nhu cầu á, thì mình sẵn sàng mình chia sẻ lại. Và bây giờ cũng là tháng 10 rồi, thì có những cái tín hiệu rất là khởi sắc về cái việc nuôi bồ câu. Giá cao này, rồi nhiều người đặt này, từ giống đến bồ câu thịt luôn mọi người. Đặt mà mình đi giao được không xuể luôn á. Đây là mình, như mình luôn trao đổi là thật ra anh em mình làm video không phải là anh em mình bán giống. Anh em mình thật ra cũng không có nhu cầu, anh em mình quá đủ rồi. Quá đủ. Nên là anh em mình làm video để mọi người có thể biết thêm nhiều thông tin thôi. Thứ nhất là loài chim gì này, hoặc là cái thị trường bồ câu bây giờ như thế nào này, thì mọi người sẽ có một cái nhìn đầy đủ hơn về cái việc nuôi chim bồ câu hiện tại. Tại vì một số người nông dân thì họ đang rất là băn khoăn với cái việc mà làm sao để nuôi bồ câu này, hoặc là chi phí bao nhiêu này. Như mình nói, ví dụ là có bao nhiêu nuôi chim bồ câu cũng được, vài triệu nuôi cũng được, vài chục triệu thì cũng được, còn nếu có nhiều vốn thì càng tốt. Nói chung là con chim bồ câu nó khác với những cái loài khác như là bò hoặc là gà hoặc là heo, thường chi phí rất cao, còn chim bồ câu thì chi phí cực rẻ, có khi mọi người nuôi khoảng 20 cặp cũng được, 50 cặp cũng được, mà trong khoảng một thời gian ngắn là mọi người cũng đã có thể nhân rồi. Nhân rất là nhiều, tại vì chim bồ câu bây giờ mình tính trung bình đi, tính trung bình nhá, một tháng đẻ 3 lần, một lần đẻ 2 trứng, thì nếu mà ấp nở 100% như ở trại của mình, cho ấp bằng máy, thường nó nở đạt tỷ lệ cao, thì mọi người có thể tính được coi, nó nhân rất là nhanh, sinh sôi nảy nở rất là nhanh mọi người ạ. Đẻ siêu đẻ mà, đây là dòng siêu đẻ mà. Và ở trại mình thì luôn hỗ trợ cho mọi người, đó là ghép giống, chuyển giao kỹ thuật đạt chuẩn luôn, nuôi chỉ có thành công thôi mọi người ạ. Rồi, mọi người có thể thấy là chim bồ câu ở trại mình này quá tuyệt vời. Thì clip này thì mình cũng xin dừng ở đây mọi người nhé. Thì mọi người dịp cuối năm thì cũng hy vọng là ai nuôi con gì cũng được, thì hy vọng là mọi người cũng sẽ thành công và thu được nhiều lợi nhuận, để có gì có một cái năm mới hoặc là cuối năm mọi người có thể có một khoản tiền nào đó để có thể mua sắm thứ này thứ kia để đón Tết hoặc là đón đầu năm mới nhá.